kế hoạch nhỏ, phiền phức lớn, tiền chui vào túi ai. Cho đến nay, các trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Nam vẫn duy trì phong trào kế hoạch nhỏ, yêu cầu học sinh mang vỏ lon bia, nước ngọt, đổ nhựa, giấy vụn để nộp cho nhà trường. Điều này đã gây phiền hà cho phụ huynh học sinh. Theo giới quan sát, đây thực chất là việc tăng nguồn thu cho nhà trường thay vì bắt phụ huynh đóng quỹ, điều đã bị đa số phụ huynh học sinh đề nghị bãi bỏ. Phụ huynh học sinh ở Hà Nội đã bức xúc vì phải đi xin mua vỏ lon bia, nước ngọt cho con nộp ở trường. Tờ báo Dân Việt vào ngày 23 tháng 2 đưa tin, phụ huynh Hà Nội bức xúc phải đi xin mua vỏ lon bia, nước ngọt cho con nộp ở trường. Bản tin cho biết, ngay sau khi con em đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024, nhiều phụ huynh đã nhận được thông báo phải nộp vỏ lon bia, nước ngọt để trường gây quỹ. Yêu cầu vừa kể trên của nhà trường đã khiến cho nhiều phụ huynh phải nháo nhào lùng sục khắp nhà, đăng lên mạng nhờ xin vỏ lon bia, nước ngọt, thậm chí phải ra cửa hàng đồng nát mua để con nộp cho nhà trường tham gia cái gọi là kế hoạch nhỏ. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến cho rằng làm ơn để giáo viên và học sinh tập trung vào việc dạy và học, để phụ huynh tập trung kiếm tiền, hay xin hãy bỏ những sáng kiến không cần thiết như thế này đi. Ngoài ra còn có không ít các ý kiến bình luận cho rằng học sinh đến trường đi học tại sao thường xuyên phải đóng góp rất nhiều các khoản phế liệu như vỏ lon, giấy vụn, nhựa phế thải như vậy. Tờ báo Việt Nam Express trong bài viết kế hoạch nhỏ phiền phức to đã mô tả một hình ảnh khá hãi hùng của người giáo dục vào ngày thu phế liệu cho học sinh. Nguyên một khoảng sân trường rộng được tận dụng làm bãi chứa phế liệu theo đúng nghĩa đen. Từng nhóm phụ huynh mang theo những sấp giấy vụn, những bao vỏ lon bia mang vào nộp cho con để chạy chỉ tiêu. Mỗi lớp cử ra một giáo viên ngồi nhận và cân giấy, đếm vỏ lon, đếm chai nước và ghi chép vào một cuốn sổ, thống kê. Nhìn những thứ gì đang diễn ra cho thấy cả một khoảng sân trường giống như một vựa ve chai khổng lồ. Rác thải được tập trung la liệt tại sân trường tạo ra một khung cảnh vô cùng nhếch nhác. Qua tìm hiểu, phóng viên của Thời báo chấm D được biết đây là chương trình do các trường phát động mang tính truyền thống, mang tên phong trào kế hoạch nhỏ. Phong trào này đã trở thành một tiêu chí thi đua bắt buộc dành cho giáo viên. Do đó, dù muốn hay không, các thầy cô cũng phải cố gắng để thực hiện, dù ai cũng thấy hết sức phiền toái. Được biết, phong trào kế hoạch nhỏ ra đời từ năm 1958, cách đây 66 năm, do đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức, với mục đích lấy kinh phí xây dựng nhà máy nhựa thiếu niên tiền phong tại Hải Phòng. Nhưng từ đó đến nay, Bộ Giáo dục vẫn lạm dụng, duy trì và phát triển phong trào này, cho rằng nó mang tính giáo dục đối với trẻ nhỏ. Mặc dù vậy, điều này không phù hợp với sự phát triển của thời đại. Một phụ huynh học sinh từ Hải Phòng đề nghị ẩn danh vì lý do an ninh nói với Thời báo chấm D rằng tại sao nhà trường không đơn giản hóa, thay vì phải vẽ vời ra những điều phiền phức lớn cho cả phụ huynh và các thầy cô giáo đến như vậy. Mục đích cuối cùng của các nhà trường là tăng thu nhập thì cứ vận động cho các cháu tự gom giấy báo, sách vở cũ trong nhà, nhờ cha mẹ bán rồi nộp tiền cho nhà trường có phải hay hơn hay không? Môi trường giáo dục lệch lạc ở Việt Nam đã khiến tuổi học trò phải chịu đựng nhiều áp lực không đáng có. Đồng thời, vị phụ huynh này cũng đưa ra một đề nghị, đó là các nhà trường cần phải công khai minh bạch nguồn thu cũng như các khoản chi để phụ huynh được biết. Đây cũng là việc cần thiết trong vấn đề giáo dục cho học sinh về tính minh bạch. Giới chuyên gia và giáo dục của công luận thấy rằng việc giáo dục ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, trách nhiệm đối với cộng đồng, thông qua đó giáo dục cho học sinh góp phần tham gia hoạt động xã hội là điều cần thiết. Tuy nhiên, thay vì phong trào kế hoạch nhỏ, thu gom phế liệu đã qua sử dụng là hình thức đã quá cũ, quá phiền hà cho phụ huynh và học sinh, đồng thời cũng tạo dư luận không tốt cho ngành. Ngành giáo dục nên tìm kiếm những hình thức phù hợp hơn, đa dạng hơn, cuốn hút học sinh hơn. Cũng đừng quên rằng lúc sinh thời, quan điểm của ông Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với trẻ em đơn giản chỉ là trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo chấm D với bản tin kế hoạch nhỏ, phiền phức lớn, tiền chui vào túi ai.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Xét xử vụ án nhà báo Hàn Ni, luật dừng lại diễn ra công khai. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 1 tháng 3 đã đưa ra xét xử vụ án nhà báo Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sĩ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Kết quả, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni nhận mức án 18 tháng tù và luật sư Trần Văn Sĩ nhận mức án 2 năm tù cùng với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự Việt Nam. Hội đồng xét xử cho rằng bà Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ đã lợi dụng quyền tự do dân chủ thực hiện nhiều buổi phát hình trực tiếp trên không gian mạng và phát ngôn có nội dung bịa đặt, thông tin không đúng hoặc chưa kiểm chứng. Viện Kiểm sát nói rất tiếc khi phải xét xử bà Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ. Điều đó đã xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân và những bí mật đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái với quy định của pháp luật. Đáng chú ý, vụ án vừa kể trên không thuyết phục được dư luận xã hội, kể cả các cơ quan trong hệ thống tư pháp nhà nước. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 1 tháng 3 đã ẩn ý khi đưa tin với tiêu đề: Viện Kiểm sát nói rất tiếc khi phải xét xử bà Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ. Bản tin cho biết tranh luận đối đáp tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát nói rất đáng tiếc khi phải xét xử hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ vì hai người này từng là nhà báo, luật sư có am hiểu về pháp luật. Trên mạng xã hội Facebook và các diễn đàn chính trị, có nhiều ý kiến không đồng tình về vụ án, cũng như bản án của hội đồng xét xử. Facebook Nguyễn Nga từ Hà Nội thì cho rằng, đấu khẩu trên mạng hai phe thua tất, một bên là giám đốc điều hành 3 năm tù, bên còn lại là luật sư, hôm nay tòa xử lằn danh giữa tự do dân chủ với vi phạm theo luật điều khoản 331 nó mong manh. Từ nhà báo đến luật sư là những người hiểu biết pháp luật mà vẫn bị bắt như thường. Thôi thì trong chế độ cộng sản, chịu nhịn chút, tránh đối đầu là cách giải quyết tốt nhất. Còn tiến sĩ luật Cù Huy Hòa Vũ trong một xã sút luật dừng trong vụ xử bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ đã nhận xét rằng điều nghiêm trọng là tại phiên tòa này, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã bị hội đồng xét xử xâm phạm thô bạo. Điều này chỉ ít ở hai sự việc. Bà Đặng Thị Hàn Ni, cựu luật sư và nhà báo, chưa hiểu vì sao bị xử lý hình sự cả. Cụ thể, thứ nhất là căn cứ khoản 1 điều 62 Bộ luật Tố tụng hình sự, bà Hằng và ông Dũng phải được xác định là bị hại, thế nhưng hội đồng xét xử đã xác định hai người này là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Hai, ngay cả với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, bà Hằng và ông Dũng cũng không có mặt tại phiên tòa vì được hội đồng xét xử cho phép vắng mặt. Điều này vi phạm nghiêm trọng điểm A khoản 3 điều 65 quy định, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án có nghĩa vụ có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Tiến sĩ luật Cú Hòa Vũ kết luận, đúng là luật dừng. Điều cần lưu ý là bị hại của luật dừng này không chỉ có bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Đặng Văn Sĩ, mà còn là trước hết là Hiến pháp Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Dư luận còn thắc mắc, đây chỉ là một vụ việc cãi nhau trên mạng xã hội, vì sao không xử về tội làm nhục người khác hay tội vu khống theo Bộ luật Dân sự, mà lại xử theo Điều 331. Rồi việc tòa không công nhận tư cách của bà Hằng và ông Dũng là bị hại mà lại xác định hai người này là người quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Giới luật sư cho rằng đó là sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Dư luận xã hội cho rằng việc bà Nguyễn Phương Hằng bị đi tù không phải do bà livestream chửi nhau, vì rõ ràng trong suốt thời gian bà Hằng livestream trên mạng xã hội nhưng không ai cấm. Bà Hằng tố cả cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biển thủ 10 tỷ đồng chi phí mổ tim của Trung ương cấp đem xài vào việc khác. Một phiên tòa xét xử quan chức tham nhũng mới đây. Chưa hết, bà Hằng còn kể ơn huệ với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi.
Trong livestream, bà Hằng kể công giúp đỡ ông Mãi thời ông còn làm bí thư tỉnh ủy Bến Tre, trách mắng ông Mãi là người vô ơn, thiếu đạo đức. Điều đó cho thấy bà Nguyễn Phương Hằng cậy là một doanh nhân thành đạt, giàu có tới mức kim cương đong bằng ống bơ. Mọi người có sức mạnh đồng tiền và những mối quan hệ với giới chức, lãnh đạo, quyền lực vẫn còn khả năng lấy tiền đè người. Phải chăng việc bà Nguyễn Phương Hằng phải nhận bản án 3 năm tù là một sự quá đà của giới chức thi hành án Thành phố Hồ Chí Minh, nên họ đã phạt vạ nhà báo Hàn Ni và luật sư Sĩ để làm vừa lòng kẻ có tiền? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin xét xử vụ án nhà báo Hàn Ni, luật rừng lại diễn ra công khai. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.